Con cái đứa nào đứa nấy đó ha, từ ngoan mà nó biến thành là hỗn hào, nó leo lên đây nó ngồi không. Mua cho con hết mà không có hợp. Đồ của mẹ mua mà nó là không hợp. Đồ của mẹ mua mà nó là không tự tin. Ông mà cứ chiều nó riết như vậy đó ha. Dạ. Rồi có ngày nó hư đi rồi thấy cảnh toàn là vẽ đường cho con á, làm theo ý của mình thôi. Mà con chở nó đi vậy rồi có trễ giờ đi làm của con không? Không sao đâu, con sẽ đi nhanh hơn bình thường. Thôi đi 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 con. Đi con. Cái ba con đi. Mẹ con đi. Con đó đó đó. Cái bộ đồ mà tôi mua cho nó đẹp biết là bao nhiêu mà nó không chịu bận mặc cái bộ cũ đó. Con gái mà em, nó mặc bộ nào lại không đẹp, quan trọng là nó thích hay không thích. Thấy không? Em đừng có càm ràm nữa nha. Bởi vì ông như vậy đó, cho nên là con cái đứa nào đứa nấy đó ha, từ ngoan mà nó biến thành là hỗn hào, nó leo lên đây nó ngồi không à. Trời ơi, nó dám à. Chứ bây giờ nè, tôi hỏi ông, cái thời gian mà nó được mặc quần áo, nó có dài lâu bằng cái thời gian mà tôi với ông được mặc quần áo hay không? Ý em muốn nói là em thâm niên mặc quần áo nhiều hơn. Mình hơn tuổi nó mà. Cho nên cái gu thẩm mỹ của em là hơn nó, đúng không? Hèn chi em cứ lấy áo của anh em mặc hoài à hả? Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Beyond.